Tên lửa Starshare là vũ khí họ MANPADS, là vũ khí tầm ngắn với sự dẫn đường của tên lửa tới mục tiêu thông qua ảnh nhiệt có hiệu quả ở cự ly lên đến 3 km. Và trong một số trường hợp con số này còn được kéo dài thành 5 km. Đây là hệ thống phòng không tầm thấp nhanh nhất thế giới và có thể tăng tốc hơn 1.000 m trên giây trong vòng chưa đến 1 giây. Khi đã đạt được vận tốc cực đại, ba đạn con được tách ra và lao tới mục tiêu. Cách thiết kế nhiều đạn con này nhằm tăng tối đa xác suất tiêu diệt mục tiêu khi được giải phóng. Ba đạn con tạo ra vùng tấn công có bán kính 1,5 m và đủ động năng để đánh chặn các mục tiêu có độ cơ động tới 9 g trong khoảng cách từ 300 đến 7.000 m. Đạn con được làm từ hợp kim Wolfram siêu cứng, bền nhiệt. Điều này đảm bảo cho viên đạn sau khi ma sát mạnh với không khí vẫn có độ cứng cực cao để xuyên phá vào bên trong mục tiêu. Lúc này đầu nổ 450 g mới được kích hoạt nhờ cơ chế nổ tác động trễ. Cách tấn công này đặc biệt hiệu quả với các phương tiện bay vốn được thiết kế rất kín. Tên lửa sử dụng hệ dẫn đường bán chủ động bằng hai chùm laser, tạo ra một hệ tọa độ chính xác hai chiều trong không gian. Những điều chỉnh của chùm laser được các đạn con tiếp nhận và bộ điện tử trong chúng sẽ chuyển tín hiệu quang thành tín hiệu điện tử điều chỉnh hướng cho tên lửa. Đây là phương pháp tiên tiến nhất trong các phương pháp dẫn đường bán chủ động SACLOS. Đặc biệt phù hợp với các hệ thống phòng không vì nó cho tên lửa một đường bay tắt, tăng khả năng đánh chặn với các mục tiêu có tính cơ động cao như máy bay phản lực. Chùm laser có độ trụm lớn, năng lượng cao, tạo ra tín hiệu phản xạ mạnh từ mục tiêu bị chiếu. Chùm chiếu có khả năng chiếu xa ở khoảng cách xa, không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, không thể bị gây nhiễu và khó phát hiện.